Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này có khi được gọi là Tây Bắc Bắc Bộ và là một trong ba tiểu vùng địa lý tự nhiên của Bắc Bộ Việt Nam. Suốt dọc đường xe chạy, ta thấy những con đường quanh co qua những khu rừng đặc dụng, sương huyền ảo và mây như dòng suối tuôn rơi chảy dưới chân mình cùng những thửa ruộng bậc thang quyến rũ. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng êm đềm, vốn như thiên nhiên và con người nơi đây. Càng vào sâu trong lòng Tây Bắc, ta càng được đắm chìm trong bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nơi đây. Có lẽ điều động lại ấn tượng nhất vẫn là cuộc sống và phiên chợ vùng cao độc đáo của đồng bào Mông. Người Mông chủ yếu định cư ở hai xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai Châu. Nơi ở của người Mông thường có địa hình núi cao hiểm trở, vách đá treo leo hoặc quanh thung lũng, vực hẻm, quanh năm mây mưa và sương mù, tiếng vó ngựa gõ trên đá, tiếng khèn bè áp sương đêm của các chàng trai vang vọng núi rừng. Lấp ló trong sương sớm là những bộ áo váy sặc sỡ của các cô gái hòa quyện vào nhau như một rừng hoa khoe sắc. Điểm ấn tượng nhất của phiên chợ là hầu như đều họp trong sương mờ răng kín lối. Đến buổi trưa, khi sương bắt đầu tan thì cũng là lúc mãn chợ. Các chàng trai tập trung quanh nồi thắng cố bốc khói nghi ngút, chén rượu ngô ấm nồng. Thỉnh thoảng lại giãn vòng để múa khen bằng những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, mê hồn các cô gái. Thế rồi, bước chân dè dặt của cô gái cũng bước vào vòng khen với những chân chàng trai. Và những lời hẹn hò, trao duyên bắt đầu từ tiếng khen tự múa của các chàng trai cô gái Mông sau mỗi phiên chợ. Phải chăng đến với Tây Bắc mùa xuân mới có thể cảm nhận một cách đầy đủ không gian đất trời khi thay màu áo mới, mới cảm nhận được ý nghĩa sâu thẳm của sự sinh sôi, của một sức sống mãnh liệt đến vô cùng. Nhất là nếu như ai đó đến Tây Bắc đúng dịp hoa ban nở, một loài hoa mang nét thần kỳ, tôn lên vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc, thì chắc hẳn sẽ bị dịp bước chân, hẹn sớm quay trở lại thêm nhiều lần nữa. Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc đã đi vào văn chương và âm nhạc, đã trở thành niềm cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ. Một trong những tác phẩm để lại dư âm trong lòng người đọc là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Bánh này không? Cái bánh này không? Mua không? Không. Cái này như của bánh nhỏ nhỉ? Bánh giò mà.
xanh lá, một đóa hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Vẫn còn nỗi lòng nhìn sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Chúng tôi xin đọc danh sách phòng ngủ. Tối nay ta sẽ ngủ ở khách sạn Văn Minh à? Văn Minh 2. Văn Minh 2. Phòng số 1, 2 giường, 4 người. Bùi Thị Hường, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Thảo. Thế xin mời Bùi Thị Hường làm trưởng phòng. Phòng số 2, 2 giường, 4 người. Vũ Đức Điệp, Trần Trung Thành, Trần Văn Dũng, Bùi Huy Bằng. Thành thông lệ, cứ vào ngày mão đầu tiên của tháng giêng hàng năm, người dân huyện Văn Yên và các vùng lân cận và du khách thập phương lại náo nức hướng về lễ hội đền Đông Cuông. Đây là dịp để người dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương bày tỏ tấm lòng tri ân và ngưỡng vọng đối với các vị thần linh và các bậc tiền nhân có công bảo vệ đất nước, che chở cuộc sống cho nhân dân, đồng thời giao lưu văn hóa, gửi gắm ước nguyện tâm linh, nguyện cầu cho cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Được tổ chức với quy mô cấp huyện, bên cạnh các nghi thức dân gian truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi đua thuyền và chợ quê, gồm 30 gian hàng ẩm thực dân tộc, sản vật của các xã thị trấn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của huyện. Để chuẩn bị tốt cho mùa lễ hội, trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban Quản lý Di tích Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, các tiểu ban tham gia phục vụ lễ hội gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công, như chỉnh trang cảnh quan khuôn viên khu di tích, chuẩn bị sân khấu, xây dựng các gian bán hàng tại hội chợ quê, các gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương. Quan thấp lầu cao, khi
lúc vào ngàn xanh. Thượng ngàn đệ nhị tối linh sấm gian ni tựa bể chấp mưa tuôn đầu gành ra ngà mắt phượng lòng lanh đi. Đền Đông Cuông đã đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện công tác trùng tu tôn tạo di tích. Đến nay các hạng mục công trình như miếu thần linh, tòa sơn trang, lăng mẫu, lầu hóa sớ, sân khấu, khu vực thi đấu thể thao, khu vực chợ quê, hệ thống cấp thoát nước. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông thực hiện tốt các văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tổ chức lễ hội, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức trông giữ xe cho du khách, đảm bảo giá vé gửi xe theo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng, tăng giá vé để kiếm lời. Ban quản lý di tích đã tăng cường kiểm tra đôn đốc đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách tham dự lễ hội như bãi đỗ xe, dịch vụ lưu trú, nhà hàng ăn uống, khu vực bán hàng rong và đồ lưu niệm. Bãi đỗ xe và địa điểm trực y tế, cấp cứu, thuốc dự phòng tại khu vực lễ hội. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho du khách sắm lễ dâng hương, tham quan, đi lại ăn ở thuận lợi, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách trong quá trình lưu trú và tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, hỏa hoạn được chú trọng. Khu vực cảnh quan khu di tích, cây cảnh dọc trên tuyến đường vào đền được thường xuyên cắt tỉa, tạo cảnh quan môi trường cho khu di tích ngày càng xanh sạch đẹp.
Không chỉ công tác chuẩn bị cho lễ hội diễn ra khẩn trương, cùng sự hiện diện tấp nập của du khách đã mang lại không khí vui tươi phấn khởi trước ngày khai hội. Đó là sự thuận tiện trong giao thông. Tuyến đường Yên Bái Khe Sang được đầu tư nâng cấp cùng với tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, không chỉ tạo lợi thế cho Văn Yên khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, mà còn thu hút kết nối du khách thập phương tham gia hành trình du lịch tâm linh dọc sông Hồng đến chiêm bái tại đền Mẫu Đông Quương. Để đảm bảo an toàn cho du khách về dự lễ hội, Công an huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường quân số vào những ngày giờ cao điểm, triển khai các chốt trên dọc tuyến đường Yên Bái Khe Sang và tuyến đường đi vào đền Đông Quương. Đồng thời bố trí các tổ cảnh sát giao thông tuần tra cơ động trên dọc tuyến, kịp thời giải quyết tình huống ùn tắc, giảm thiểu các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của ban tổ chức và nhân dân địa phương, tin chắc lễ hội đền Đông Quương năm 2016 sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho du khách về chảy hội. Đây cũng là dịp để huyện Văn Yên quảng bá tới du khách thập phương về tiềm năng thế mạnh của vùng đất quế Văn Yên giàu truyền thống văn hóa và năng động trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào sự thành công chung của du lịch tỉnh Yên Bái năm 2016. Xin thay một thú cô bé ngàn bầu trời cảnh Phật phong quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cành mây bạch ngà thú vui chơi kia đàn chim bay phấp phới mọi nơi ý ya ơi ya ơi ya ngược xuôi với vùng trên rừng tùng gió rung lác đác đỉnh sườn non đá chất treo leo kỳ dòng sông thương nước chảy trong veo ý à ơi à ơi à chảy trong veo kẻ xuôi người ngược hò reo vang lưng núi đá xếp tầng tầng cao thấp ngàn cỏ hoa tăm tắp màu xanh cô bé càng nhìn đồi núi càng xinh càng xinh hoa khoe sắc thắm đua tranh mọi màu niềm thích thú một bầu phong cảnh mùi cơm lam thịt thính cô ưa của trời đồng đăng ao cá chợ bờ ý. Chờ bờ cao bằng thanh lãng ta mà cờ tình tiên kia chợ mới nọ đền cây thị chùa tam thanh nhất nhị vào xa của trời đông cuồng tuần quan vào hang
tuần quán bảo hà, sông Thao sông Cà sông Bờ sông Dâu. Cô chơi bốn mùa gió mát trăng khô, non nhân nức chi một bầu cánh tiên. Thú cảnh vật rừng sim áo cá đồi măng răng măng nứa măng tre, các bạn tiên đúng đỉnh xa về. Lê Văn Mạnh, Vũ Trọng Toàn, Hoàng Mạnh Hùng, Đỗ Duy Phú. Ở bàn số 1, quý vị có tên nhớ đâu là bàn số 1. Số 2, Vũ Đức Điệp, Đỗ Thị Huệ. Đấy, chị Huệ nhớ ở phòng số 2, à, bàn số 2. Vũ Thị Thu, Trần Thị Nhài, Bùi Thị... Lào Cai, một tỉnh vùng cao biên giới đẹp và thơ mộng, nằm giữa hai vùng Đông và Tây Bắc Việt Nam. Đây là vùng đất cổ có truyền thống lâu đời, nơi quần cư của cộng đồng 25 dân tộc anh em, gồm người Kinh, Hơ Mông, Tày, Dao, vân vân. Mỗi dân tộc có một tập quán sinh sống mang những nét văn hóa đặc trưng, tạo cho vùng đất này một đời sống văn hóa hết sức phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc. Đây cũng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và những dấu ấn văn hóa lịch sử độc đáo. Từ đỉnh Phan Xipang cho đến các bản làng cổ hoang sơ, những thửa ruộng bậc thang hay những hang động huyền thoại giữa đại ngàn, tất cả đã làm nên một Lào Cai thơ mộng và quyến rũ. Một điểm tham quan nghỉ dưỡng tuyệt vời, xứng danh là thiên đường du lịch vùng cao. Nào chị ơi, xin mời. Anh giơ mỏi tay. Đây là quán đậu rồi. Không được đâu. Tao cố mẹ. Anh vừa uống mi kia rồi, mới uống thế nào? Lẻ tối anh đang uống. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Ấy cứ như bà làm, bữa nào cũng cốc đúng không? Xong ngồi đi Tuấn này. Có rồi đó, rồi anh ngồi đi. Mời tôi anh ạ. Nào mời mọi người nè. Chúc sức khỏe với Tuấn. Cảm ơn ông. Nè Tuấn đưa cầm một lon để chúc luôn nhé. 1, 2, 3, vô. Đây.
Đây, cô thắm tiếp nha. Ôi thôi, già đi thì vẫn như vậy. Chú ơi, vẫn tỉnh táo như vậy, vô tóc. À, đây. Thôi tạm biệt nó lái xe. Thôi tạm biệt tạm biệt. Rồi chưa biến rồi nhà. Ok lái xe mày. Mày là sếp trưởng coi chưa? Hả? Tao có bắt tay không cái à, bắt tay. Sếp trưởng. Rất thích bắt tay. Đẹp tay mà. Bắt tay nó không máu. Đây rất thích bắt tay mà bắt tay rồi chặt chúng bắt tay được nào. Ô thằng này chặt nằm cách Hà Nội 245 km, được kết nối bởi tuyến đường cao tốc hiện đại bậc nhất hiện nay, Lào Cai là một tỉnh có vị trí chiến lược nối liền thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc qua cửa khẩu Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngoài ra, Lào Cai còn có tuyến đường sắt đi qua, nối Hà Nội với Côn Minh rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc. Đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi để du khách gần xa đến tham quan, nghỉ dưỡng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại vùng đất tiềm năng này. Chỉ mất khoảng 3 giờ lái xe từ Hà Nội, dọc theo con đường cao tốc xuyên Á, du khách đã có mặt ở Lào Cai để hòa mình vào cuộc sống của đại ngàn, của núi non, sông suối và hưởng thụ khí hậu tự nhiên trong lành, mang đậm dấu ấn của một vùng sơn cước đẹp và thơ mộng nơi đây. Bên cạnh sự ưu đãi của thiên nhiên, đồng bào các dân tộc sinh sống trên miền đất này trong suốt chiều dài lịch sử của mình đã hình thành nên những tập quán sinh sống, những hình thức sinh hoạt văn hóa cổ truyền hết sức thú vị, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy bất ngờ. Tất cả những điều này đã góp phần đưa tên tuổi của Lào Cai vào danh sách những địa danh du lịch ấn tượng ở khu vực và thế giới do các tạp chí du lịch danh tiếng trên thế giới bình chọn. Nếu như sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet bình chọn Sapa là một trong 10 tuyến đường mòn tuyệt vời nhất thế giới, thì tạp chí Serendip của Sri Lanka lại bình chọn chợ Bắc Hà là một trong 10 phiên chợ hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á. Trong khi đó, tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ lại bình chọn ruộng bậc thang ở Sapa là một trong 7 ruộng bậc thang đẹp, kỳ vĩ nhất châu Á và trên thế giới. Gió Nam thoảng buông bay ngào ngạt bóng á tà đã gắn non tây. Mặt nước vơi đầy trăng in, mặt nước vơi đầy bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền. Lào Cai ông triều binh dựng võ
Ông là ai mà cuộc đời có nhiều câu chuyện được lưu truyền và theo dệt từ xưa đến nay? Ông là người được vua cha cử xuống trần gian, đầu thai của nhà họ Nguyễn, có tên họ rõ ràng, hay ông là người họ Nùng vùng Đông Bắc? Khó ai dám khẳng định. Những câu chuyện về cuộc đời ông có thể mỗi người hiểu một cách, nhưng ai cũng ghi nhớ công ơn ông Hoàng Bảy, một vị thần vệ quốc, một người trấn giữ miền biên ải của Tổ quốc, sống làm quan, thác đi rồi vẫn hiền linh, bảo hộ nhân dân. Ông là một danh tướng, ông là con của vua cha, ông có cuộc đời gắn liền với những chiến công và công tràng của ông, được nhân dân các dân tộc Tày, Dao, Kinh trên diện rộng từ miền xuôi đến miền ngược vẫn luôn ghi nhớ. Cuộc đời ông gắn với bao huyền thoại, ông được nhân dân ngưỡng mộ xếp vào hàng ông hoàng trong tục thờ mẫu, chứng tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tài năng của ông. Ông chính là người anh hùng vệ quốc Hoàng Bảy, mà nhân dân vẫn thường gọi là ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Về cuộc đời của ông có nhiều điều độc đáo, ngay cả trong nghi lễ thờ cúng, với những biến tấu của tư duy dân giá mà đã gây nên những tranh cãi nhất định. Song vị tướng tài danh này vẫn là một danh tướng có công lao to lớn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Ông Hoàng Bảy được thờ phụng ở đền Bảo Hà linh thiêng, bến Trái Hút, Thượng Ngàn sông Hồng, Lào Cai. Ngôi đền an tại khu đất thiêng, nhân dân các vùng miền cho đến nay vẫn không ngừng sáng tạo và theo dệt những câu chuyện về ông. Ngày tiệc ông là ngày 17 tháng 7 âm lịch hàng năm, song vào những ngày đầu xuân, có thể tính bằng cả 3 tháng mùa xuân, thì ngôi đền vẫn rất đông, nườm nượp du khách về đây vãng cảnh và khấn nguyện cầu may từ nơi ông. Giá trầu của ông, cung văn vẫn hát về ngôi đền thiêng này. Có phen chơi phố lưu Trái Hút, đền Bảo Hà ngọn bút kinh thiên, một bầu phong cảnh vô biên, dường như phong nguyệt thiên nhiên khác thường. Thôi xong rồi. Bước lại rồi. Bên ngoài được. Lúc ấy mình đi ra ngoài sân. Chú chút cảnh đưa tiền cho cháu nhá, để cho chú Thái chú đưa cho cháu tờ tiền. Nhà chú Thái đưa cho Lan chị Lan Anh kìa. Kêu ông Thái ơi, cứ để lại đây, cuối cùng mai đưa Lan Anh sau. Mai. Bây giờ về đưa chân xuống xe để lấy nhá. Nhưng mà phải đưa cho ông Thái không? Không, sáng mai đưa sớm cho em được mà. Thôi tí cho lấy được. Bà cái chơi khôn của mình mà phải khỏe. Bà chơi khôn như vậy. Ông Thái là nước mà nó là mộc mà nó thì ra ngoài ông hành được. Rất là họ trước bảy lần. Thế chơi sinh nhật mà. Nó chơi kiểu thủy sinh mộc thế. Nó mà cái kiểu mà chơi kiểu mà mật thổ là nó sợ. Này ơi, sớt của cháu chú đưa cho tôi mai. Chờ chờ chú đưa mai đưa được. Nó lấy anh đi. Được biết sang Hàn, xin mời cô bé Tân An gửi về. Biển gần xa có phen chơi Bảo Hà Trái Hút, cô dạo cung đàn thánh thót nhất đi khoan chiềng khen Tân Thượng Tân năm tha năm giang lạc giang khánh kia ấy mấy ngàn núi đá no miền sơn thủy ngồi đền thờ tu khí xanh lam trăm hoa đua nở trên ngàn
trăm hoa đua nở trên ngàn đi, mẫu đơn khoe sắc phong làn khoe màu. Anh mê bầy chim non bên lầu ríu rít, cành rừng chiều mờ mịt dưỡng răng non xa thấp thoáng bóng trăng. Thoáng bên đầu một bầu xuân sắc bớt tươi rườm rà, lên đi ngàn lắm quả nhiều hoa. Ý hà à, à, à. Soi cho quốc kỳ phú dân cường, soi cho Nam Việt bốn phương thái hòa, sóng đang cô tỏa gần xa, soi cho non nước bốn mùa thêm xuân, ánh đúc thiêng tỏa khắp xa gần. À, 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 à. Cao dốc cao mặt cao, đi là đi xuống đèo, nhìn lên trên đền cô bé. Để sớm làm cái gì nhưng mà là ô tô chạy, ô tô phải chạy là để ăn cám. Đi về tắm rửa về nghỉ cả tắm rửa. Ông bằng con nhà ông đứng cái này coi như là quả cái mát thế. Không tắm đâu. Ngồi vào kia. Ông Tấn này em được. Không không không. Ông này cái sàn đấy ngồi cho nó thoải mái đi đó. Cái sàn này kia sàn không đâu, sàn này ngồi cho nó thoải mái đi. Quay cho nó sang trải, cho nó sang trải, sang trọng, cho nó sang trải. Đây đây, mời chị đây cho sang trải. Và bỏ cái khẩu trang với cái áo chống nắng ra cho nó sang trải hơn. Sang trải. Nhưng mà bỏ cái cứ đeo cái khăn mặt đi, cái khăn đấy cứ như là em bé gọi là 3 tuổi. Đây là hai bà cháu mình ngồi được đấy. Quá chuẩn, quá sang chảnh luôn nhá. Quá đẹp luôn đấy. Ngồi đi. Đây đây đây. Rồi. Chúng mày ngồi vào mà cho người ta ngồi. Hai đứa ngồi mỗi đứa một đầu. Ngồi sát vào cho khách các bạn. Bây giờ thuê người tắm cho bà nhá. Đút tí nào, đút là chỗ nào nhỉ? Đây, đút tiền vào đây, tiền vào cái lỗ đấy. Phải à? Vâng. Đút tiền 10.000 vào. Ngồi đây đến bây giờ mới lên phòng được đang đợi ấy. Đang đợi nó lấy chìa khóa thì hôm nay là lấy mua. Cái chìa khóa cơ mà. Mấy nghìn 20 nghìn. Quay 2 cái bà kia cả. À cứ từ từ. Quay 2 bà ngồi đây này. Đấy. Vân lại cân đối. Đây là Vân giả. Xem lấy phòng thì bằng cái đi. Từ từ, bình tĩnh, ai đâu. Đấy phòng thì... Cái phòng thì... Cái phòng thì... Cái phòng thì... Cái phòng thì...
cao, ôi kỳ đi vùng cao, lửa hồng cháy trên má em. Ngô nướng thơm hương tình đất, rượu say thơm hương tình người. Dắt em qua từng bậc đá, bước qua tận chín tầng mây, đứng trên núi Hàm Rồng. Thấy trời không cao quá, chỉ như chúng mình thôi, chỉ như chúng mình thôi. Xa đêm trăng răng chảy hồi, những chờ tình xa hoa, tình yêu như thế đó, không mua bán mình đời, yêu tha thiết mà thôi, yêu tha thiết. Oh.